vị, để chuẩn bị cho Tết thì đương nhiên là phải có mứt rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu một loại mứt mà rất là ngon miệng, không ngọt lắm đâu, mà lại còn tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Chúng ta cùng tìm hiểu mứt tắc các bạn nhé. Chào chị. Chào Mai. Dạ, mà thấy mứt tắc này chuẩn bị mới có công phu không chị ha? Ồ, làm mứt và ô mai là làm cái cực rồi đó Mai à. Đó cũng là một cái thú để vui nhà vui cửa. Hôm nay chị sẽ giới thiệu làm cái món ô mai tắc. Ừ, nó khác hơn mứt một chút là nó không có ngọt nhiều đâu. Đúng rồi, phải ưng vậy đó. Cái ngọt quá nhiều khi gắt gắt được cổ khó chịu lắm, phải không chị? Rồi, chị giới thiệu cho quý vị khán giả là không biết làm cái món này chúng ta cần nguyên vật liệu như thế nào chị ha. Nè, chúng ta cần một ký tắc mà Mai chọn là tắc nó vàng như vậy nè. Đó, thì là làm ra mứt nó sẽ đẹp. Nếu mà tắc nó không như vậy á, là mứt nó sẽ đen dù Mai xài bằng cát trắng. Rồi, 400 gram đường ha. 100 gram muối, nửa lít nước, một chút ớt bột, ớt phai á, với lại là 15 ml nước cốt tắc, Mai thêm là 5 gram cam thảo, cam thảo sợi để làm ô mai. Rồi, rồi bây giờ là nguyên vật liệu là nhớ như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm thế nào chị Mai nè. Đầu tiên á là Mai phải lạng vỏ the của tắc. Bây giờ Mai sẽ thử lạng và chuyển thử lạng. Này nha, là ta phải bỏ cuống đi, để bỏ cuống ra. Rồi Mai biết không, dùng cái dao lam nè, đi gọt gọt cái vỏ the thôi. Chị đó, chị đó, hả? Yên tâm, chị sẽ chỉ bí quyết nha. Lợi hại lắm cái bào này là chị sẽ dùng nó rất là nhanh. Nè Mai nhìn nè, xẹt xẹt một cái là xong. Đó, Mai kêu rồi nè. Đúng rồi. Nè Mai thấy chưa? Mai không cần phải gọt phạm vô xong nha, mà phải gọt khéo léo để mà nó chỉ tách cái vỏ là xanh này thôi nè. Cái vỏ mà the đó. Rồi. Sau khi mà mình đã bào xong vỏ the này á thì mình mới ngâm nước muối. Đúng rồi. Thì nước muối thì như tỷ lệ sao chị? Mai dùng 1 lít nước á, là 200 gram muối. Vậy ở đây nó ít chắc thôi thì mình phải nửa lít nước. Rồi thì Mai cho là 100 gram muối hòa tan hết. Rồi ngâm trong bao lâu vậy chị? 8 giờ đồng hồ. Bây giờ ngâm 8 giờ đồng hồ rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì? Đây Mai nhìn thấy nó khác chưa? Nó sẽ hơi dai lên. Mai thấy thơm thơm rồi. Bây giờ Mai mới lấy hột tắc nha. Lấy ra hả chị? Đúng, phải lấy hột tắc, đó là bước thứ hai rất là quan trọng. Mai sẽ cắt như vậy nè, cắt cho nó làm 4 hoặc 5 khía xung quanh cái trái tắc này. Đó. Rồi. Rồi xong Mai cho cái kéo vào giữa, Mai cắt ngang một cái cho nó đứt hết các cái túi trong này. Rồi. Đó, cắt muối sắc nó mới là chạy hột ra được. Rồi Mai bóp thì hột nó sẽ chạy ra và nước nó sẽ chảy ra theo. Sau đó thì Mai sẽ xả rửa thật là sạch. Rồi Mai mới trụng vào nước sôi. Trụng nước sôi nữa. Đúng, để cho ráo. Ha, rồi Mai nhắc lại nha. Ngâm nước với lại muối 8 tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Là sắp từng khía ra. Đúng. Mà sắp ngang nữa để lấy hột ra và có bóp cho nó dẹp. Như cái hình hoa mai đây, tôi mới lấy của chị Mai khoe đây, của Mai xấu quá. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ rửa sạch lại nè. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào trong nước nóng. Không, Mai trụng lên có nghĩa là mình phải nấu nước sôi. Nấu nước sôi trong thả vào. Đúng rồi, rồi cái vớt ra. Mai biết trụng để làm gì không? Thứ nhất á, là để làm trường nở tế bào, sau này á, thẩm thấu đường dễ. Và thứ hai đó là thí dụ như là Mai làm như vậy thì cái chất the còn lại ta trụng vào một lần, nó sẽ bớt the thêm một lần nữa. Muối đã giải the cho ta rồi, bây giờ tiếp tục ta trụng thêm một lần nước sôi nữa. Đấy, như thế nha. Rồi cái vụ này là xong rồi ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có Mai được như vậy. Được như vậy phải không? Đó, Mai thấy từng miếng như vậy không nè. Đấy, như vậy là đã trụng xong rồi. Đã sạch sẽ thì bây giờ Mai mới là cân lên nó mới chính xác. Rồi. Mai cân lên để ướp đường, đó là giai đoạn thứ ba. Mai sẽ cho đường ngập lên đây. Và Mai không cần phải đảo trộn, nếu mà Mai làm nhiều quá tới mấy ký thì Mai cứ cho từng lớp. Một lớp chắc thì một lớp đường, lớp chắc lớp đường và lớp đường. Đúng rồi. Lớp trên cùng là lớp đường dày. Rồi. Và chúng ta để bao lâu nữa chị? 12 tiếng. 12 tiếng nữa. 7 tiếng này. 8 tiếng. 8 tiếng. Rồi bắt đầu 12 tiếng nữa. Rồi. 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 Bây giờ Mai thấy nó chảy ra nước hoàn toàn không? Sau khi 12 tiếng. Thì ngày đó chúng ta sẽ được một cái dịch nước chảy ra, đó là đường chảy lỏng ra. Và với lại cái dịch của tắc là nó bị ướt á, thì nó làm chảy đường ra hoàn toàn. Mai mới cho nó vào trong chảo và chúng ta đi sên lên. Sên lên. Như vậy là giai đoạn kế tiếp, đó là sên tắc nhá. Rồi. Đây, cái này chị cũng đang sên giải ra. Rồi chúng ta bật lên. Nha. Và sên lửa nó nhỏ thôi đó mà. Và trong lúc mà sên có thể nó sẽ lên bọt. Nếu mà chúng ta xả rửa không kỹ, nếu mà chúng ta hồi nãy trụng cũng không được sạch lắm thì nó sẽ có bọt nữa. Vì thế là giai đoạn trụng cũng là quan trọng để xử lý cho nó sạch sẽ hơn. Và Mai phát hiện có một vài hộp phần hóa này. Đúng rồi, thì mình bớt ra. Đúng rồi, bớt nó ra đây.
Xong rồi, Mai biết không? Mai thích chua phải không? Dạ, chua chị ơi. Hồi nãy chúng ta đã bắt nước chua ra gần hết rồi. Dạ. Rồi chúng ta còn trụng nữa. Đúng rồi. Bây giờ nó gần được rồi, thì Mai cho trở lại một chút nước cốt tắc của nó. Còn bao nhiêu vậy chị? 15ml. Nếu mà một ký tắc này. Rồi, chị cho vô. Ta bỏ vào. Khoảng chừng 20 phút thôi, Mai thấy là nó bóng đường lên hết. Dạ. Đường hơi sánh lại. Bây giờ Mai mới lấy cái rổ Mai vớt nó ra. Mai đừng có đợi cạn đường nha. Cạn đường nó làm miếng này nó sẽ bóng đường, là mình sấy nó sẽ không có khô ráo được. Và bây giờ mình lấy một cái rây, vớt nó ra khỏi rây. Rồi. Đó. Khi mà lấy rây ra có nghĩa là mình sẽ lọc nước đi. Đúng và rồi. Chị còn như vậy là còn tắc khô như thế này không chị? Ồ, chưa khô vậy đâu. Chưa khô vậy đâu. Mai còn phải cực nữa. Là Mai phải sắp ra vỉ rồi Mai sấy lên. Sấy là sao chị? Sấy là mình cho là sức nóng vừa vừa trong một cái thùng mà nó có không gian rộng một chút và không khí trong đó nó nóng lên, không phải nướng. Mai dặn lửa 50 độ C thôi. Dạ. Rồi xong mày để khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì... Nhưng mà chị ơi, cái, chị nói mình cái mắt tắc này, cái tác dụng của nó như thế nào? Nó biết là như thông cổ, được khe cổ này kia. Mày thấy không? Cái tắc á, thì người ta cũng thường hay dùng. Tại đó là một loại quả rất là phổ biến ở Việt Nam. Họ coi như tắc á, là nhìn tới Tết là cái gì nó vui vẻ. Ngoài ra nó trị bệnh gì đúng không? Là dễ tiêu hóa, nó kích thích. Tại vì Mai thấy là chất chua trong đây nè. Rồi Mai còn có thể cho thêm nước gừng vào đây nữa. Thế là nó kích thích tiêu hóa cho ta, dễ tiêu hóa. Rồi Mai sẽ trộn. Mai trộn vào đây gia vị. Thí dụ như cam thảo nè, ớt nha. Như vậy là nó sẽ giúp cho tiêu đàm. Chống ho. Đúng, chống ho và nó có tính sát khuẩn nữa. Cái cam thảo đó, đó nó phải trong veo lên và nó dẻo, nó không có dính đường. Đúng rồi. Nếu mà Mai trên cái này mà tới quá là Mai sấy hoài cũng không có ráo như vậy được. Nó cứ ướt ướt à. Thì Mai tẩm gia vị vào cái nó cứ dính một chỗ à. Đó, bây giờ mình bỏ gia vị vào nha. Bây giờ là cam thảo nè. Đây, cam thảo nè. Mình cho vô một chút. Mày thấy không, cam thảo này là loại nó dính liền rồi. Thôi tại vì nó đang ướt mà nó cũng ẩm ẩm thôi. Nó dính rất là dễ hả chị. Rồi cái phần cái này cho một chút sữa ớt nè. Đó để cho nó cay cay lên ăn cho ngon. Ai không thích cay thì thôi. Đúng rồi. Đó cái mày trộn rồi. Nhưng mà mày trộn xong nó ăn liền chưa ngon đâu. Mày để 2-3 ngày nữa. Trời ơi. Sao nó lâu vậy? Mày để thêm 2-3 ngày nữa là nó thấm lại gia vị nó mới ngon. Nhưng mà chị ơi, sau 2-3 ngày rồi chúng ta ăn thì chúng ta có thể để được bao lâu chị cái mứt này nè? Nếu mà Mai làm kỹ và sấy khô 6 tháng luôn. Đó mày thấy chưa, đâu có phụ gia, đâu có chất bảo quản gì đâu. Đúng rồi. Nhưng mà do chúng ta làm kỹ, chúng ta trụng luộc rồi chúng ta lại sấy rất là khô. Và sên đường thì nó đủ sức đường để cho nó thẩm thấu vào trong đây. Nhưng mà bây giờ Mai ăn Mai sẽ không thấy nó ngọt lắm đâu. Đó mới là Mai thích vậy đó chị ơi. Chắc ngọt quá là mà đồ gắt cổ lắm. Mai thấy chị hình như là bỏ trong cái túi nhỏ nhỏ rồi giống như của hồi môn đây. Mai đó. Để khi mình đi xa đó mình bỏ vào người, cái mình ngậm trong miệng nó sẽ đỡ khát nước và nó không có bị là say xe đó. Hoặc là khách đến nhà thì mình đang là mời khách để trưng bày lên cái đĩa là vệ sinh hơn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhâm nhi với lại trà. Ta thử nhé. Đó, mứt ngon và cái trà ngon đấy nhá. Này. Mứt ngon, trà ngon, có bạn gì nữa? Cảm ơn Mai. Nè Mai thấy chưa, thì kỳ Tết này Mai làm nha, tại nhà ai thường cũng có cây tắc hết. Đây là một trong những sản phẩm làm từ tắc. Ta có thể làm tắc với nhiều sản phẩm khác nữa. Mà quan trọng là thế để lâu tới 6 tháng là. Đúng rồi. Mà tận dụng thì thế nào? Tết chúng ta cũng có người thì trưng mai nè, có người thì mua một cái tắc để trước nhà như chị nói. Sau khi Tết không lại chúng ta bỏ đi. Chúng ta sử dụng mứt tắc như thế này phải không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều. Hơi tốn thời gian một tí thôi. Nhưng mà mất công thì lại không mất nhiều lắm phải không chị? Đúng rồi. Thưa quý vị thấy sao ạ? Mứt tắc rất là ngon miệng mà tốt cho sức khỏe. Và hy vọng là quý vị sẽ có những món mứt tắc thật là ngon để cùng đãi người thân và gia đình mình nhé.